Hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc một cái văn bản, tức là một cái bài text nói về das Synonym. Văn bản này thuộc về trình độ lớp B1 và các bài chương như sau. Đây là cái văn bản được trực tiếp từ Mannheim cho chính phiên dịch Lê Nguyên Mannheim ở Cộng hòa Liên bang Đức, là phiên dịch trực thuộc tòa án bang Baden-Württemberg với hơn 50 năm kinh nghiệm sinh sống ở Tây Đức và dịch công chứng được tất cả các bản Đức Việt và Việt Đức, và đồng thời tư vấn kinh nghiệm sống, tập học tập, dạy học và làm việc tại Đức. Chúng ta được nói nhiều về Wörterbuch, tức là những cuốn từ điển. Và các từ điển mà các em hay sử dụng nó thường gọi là Zweisprachig, tức là hai cái từ tiếng Việt sang tiếng Đức hay tiếng Đức sang tiếng Việt. Thì như vậy người ta nói nó là ein Zweisprachiges Wörterbuch, tức là từ điển song ngữ. Chúng ta được nói nhiều về Wörterbuch, tức là những cuốn từ điển. Và các từ điển mà các em hay sử dụng nó thường gọi là Zweisprachig, tức là hai cái từ tiếng Việt sang tiếng Đức hay tiếng Đức sang tiếng Việt. Thì như vậy người ta nói đó là ein Zweisprachiges Wörterbuch, tức là từ điển song ngữ. Schwierigkeiten là những nỗi khổ, những khó khăn khi sử dụng cái từ điển song ngữ. Schwierigkeiten là những nỗi khổ, những khó khăn khi sử dụng cái từ điển song ngữ. Also, ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, tức là cách sử dụng từ điển song ngữ, macht keine großen Schwierigkeiten, không có khó khăn gì đâu. Đương nhiên, một cái tiếng Việt và một cái tiếng Đức hay ngược lại, không có khó khăn gì cả. Also, ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen, tức là cách sử dụng từ điển song ngữ, macht keine großen Schwierigkeiten, không có khó khăn gì đâu. Đương nhiên, một cái tiếng Việt và một cái tiếng Đức hay ngược lại, không có khó khăn gì cả. Thầy lặp lại nghe. Ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen macht keine großen Schwierigkeiten, denn Sie finden die Übersetzung des Wortes, dessen Bedeutung, die Sie suchen, neben dem Stichwort, tức là tìm những cái lời bản dịch của cái chữ đó ngay bên cạnh đó. Cái chữ dessen này nghĩa là gì? Dessen này có nghĩa là cái bề đôi tùng của cái vọt này. Mà vọt này là vì là das vọt, cho nên phải dùng là dessen bề đôi tùng, tức là ý nghĩa của cái vọt, cái chữ, cái từ ngữ đó. Thầy lặp lại nghe. Ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen macht keine großen Schwierigkeiten, denn Sie finden die Übersetzung des Wortes, dessen Bedeutung, die Sie suchen, neben dem Stichwort, tức là tìm những cái lời bản dịch của cái chữ đó ngay bên cạnh đó. Cái chữ dessen này nghĩa là gì? Dessen này có nghĩa là cái Bedeutung của cái Wort này. Mà Wort này là vì là das Wort, cho nên phải dùng là dessen Bedeutung, tức là ý nghĩa của cái Wort, cái chữ, cái từ ngữ đó. Also, ein zweisprachiges Wörterbuch zu benutzen macht keine großen Schwierigkeiten, denn Sie finden die Übersetzung des Wortes, dessen Bedeutung Sie suchen, neben dem Stichwort. Ja. Aber, chữ dessen này, nó là một cái loại Nebensatz, thì cho nên cái verb nó phải nằm sau cùng hết. Và chữ dessen này đó là tại vì das Wort cho nên nó là neutral, thì như vậy đó mới dùng chữ dessen. Còn nếu mà chữ này nó là feminine hay là plural thì lúc đó phải dùng chữ deren. Nhưng ở đây là một cái Wort là chữ dessen này đó, nó là một cái loại Nebensatz, thì cho nên cái verb nó phải nằm sau cùng hết. Và chữ dessen này đó là tại vì das Wort cho nên nó là neutral, thì như vậy đó mới dùng chữ dessen. Còn nếu mà chữ này nó là feminine hay là plural thì lúc đó phải dùng chữ deren. Nhưng ở đây là một cái Wort là diese Wörterbücher sind
aber nicht immer sehr zuverlässig. Ja. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái quyển từ điển loại này đã không có được tin tưởng lắm đâu. Nicht immer, tức là không lúc nào cũng có thể được tin tưởng là đúng. Diese Wörterbücher sind aber nicht immer sehr zuverlässig. Ja. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái quyển từ điển loại này đã không có được tin tưởng lắm đâu. Nicht immer, tức là không lúc nào cũng có thể được tin tưởng là đúng. Diese Wörterbücher sind aber nicht immer sehr zuverlässig. Ja. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái quyển từ điển loại này đã không có được tin tưởng lắm đâu. Nicht immer, tức là không lúc nào cũng có thể được tin tưởng là đúng. Nicht immer zuverlässig. Das ist jedoch kein Fehler der Verfasser. Ja. Không đáng tin tưởng, điều đó không có nghĩa là lỗi tại tác giả. Also, das ist jedoch kein Fehler der Verfasser. Nicht immer zuverlässig. Das ist jedoch kein Fehler der Verfasser. Ja. Không đáng tin tưởng, điều đó không có nghĩa là lỗi tại tác giả. Also, das ist jedoch kein Fehler der Verfasser. Der Grund liegt vielmehr da drin. Nguyên do của cái Fehler này đó là như sau đây. Also, der Grund liegt vielmehr da drin. Der Grund liegt vielmehr da drin. Nguyên do của cái Fehler này đó là như sau đây. Also, der Grund liegt vielmehr da drin. Das zwei verschiedenen Sprachen là nhiều ngôn ngữ khác nhau hay là hai ngôn ngữ khác nhau để diễn tả một từ ngữ. Das zwei verschiedenen Sprachen là nhiều ngôn ngữ khác nhau hay là hai ngôn ngữ khác nhau để diễn tả một từ ngữ. Für einen Gegenstand oder Begriff, tức là có hai cái ngôn ngữ khác nhau để diễn tả cho một vật dụng hay là một từ ngữ nào đó. Für einen Gegenstand oder Begriff, tức là có hai cái ngôn ngữ khác nhau để diễn tả cho một vật dụng hay là một từ ngữ nào đó. Häufig mehrere Wörter benutzen. Có nghĩa là hãy thường thì dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả một cái Gegenstand này hay cái Begriff này. Häufig mehrere Wörter benutzen. Có nghĩa là hãy thường thì dùng nhiều từ khác nhau để diễn tả một cái Gegenstand này hay cái Begriff này. Deren Bedeutung nicht genau gleich ist. Deren Bedeutung nicht genau gleich ist. Deren, là tại vì cái này là số nhiều plural, tức là deren, tức là Bedeutung, tức là những cái ý nghĩa của cái vật này. Cho nên deren Bedeutung, là Bedeutung der Wörter. Deren Bedeutung nicht genau gleich ist, là không giống nhau. Deren, là tại vì cái này là số nhiều plural, tức là deren, tức là Bedeutung, tức là những cái ý nghĩa của cái vật này. Cho nên deren Bedeutung, là Bedeutung der Wörter. Deren Bedeutung nicht genau gleich ist, là không giống nhau. Yeah, có nghĩa là gì? Có nghĩa là một từ ngữ tiếng Việt khi dịch sang Đức thì lại có nhiều từ ngữ khác nhau. Mà những cái từ ngữ lại đôi khi không có cùng một ý nghĩa như nhau. Also, der Grund liegt vielmehr darin, dass zwei verschiedene Sprachen für einen Gegenstand oder Begriffe häufig mehrere Wörter benutzen, deren Bedeutung nicht genau gleich ist.
Có nghĩa là gì? Có nghĩa là một từ ngữ tiếng Việt khi dịch sang Đức thì lại có nhiều từ ngữ khác nhau, mà những cái từ ngữ lại đôi khi không có cùng một ý nghĩa như nhau. Also, der Grund liegt vielmehr darin, dass zwei verschiedene Sprachen für einen Gegenstand oder Begriff häufig mehrere Wörter benutzen, deren Bedeutung nicht genau gleich ist. Diese verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder einen Begriff nennt man Synonym. Có nghĩa là những cái chữ mà mình khác nhau để diễn tả một cái đó đó, cho một vật dụng hay là một từ ngữ đó, người ta đặt tên những cái từ ngữ đó, tức là những cái phát và từ đó là synonym, mà giống nhau, tức là đồng nghĩa với nhau. Đó. Also, die verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder Begriff nennt man synonym. Mà. Diese verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder einen Begriff nennt man synonym. Có nghĩa là những cái chữ mà mình khác nhau để diễn tả một cái đó đó, cho một vật dụng hay là một từ ngữ đó, người ta đặt tên những cái từ ngữ đó, tức là những cái phát và từ đó là synonym, mà giống nhau, tức là đồng nghĩa với nhau. Đó. Also, die verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder Begriff nennt man synonym. Mà. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, wenn, có nghĩa là một cái Nebensatz. Trong một cái Wörterbuch thì người ta dùng chữ nachschlagen. Nachschlagen thay vì là suchen, Stichwort, tức là cái chữ mình muốn tìm. Cho nên nếu mà khi mà mình nachschlagen một Stichwort đó, thì cái câu nó như vậy. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen. Wenn, có nghĩa là một cái Nebensatz. Trong một cái Wörterbuch thì người ta dùng chữ nachschlagen. Nachschlagen thay vì là suchen, Stichwort, tức là cái chữ mình muốn tìm. Cho nên nếu mà khi mà mình nachschlagen một Stichwort đó, thì câu nó như vậy. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen. Wenn, có nghĩa là một cái Nebensatz. Trong một cái Wörterbuch thì người ta dùng chữ nachschlagen. Nachschlagen thay vì là suchen, Stichwort, tức là cái chữ mình muốn tìm. Cho nên nếu mà khi mà mình nachschlagen một Stichwort đó, thì câu nó như vậy. Werden Sie überrascht sein. Überrascht này có nghĩa là ngạc nhiên. Werden Sie überrascht sein, tức là ngài sẽ bị ngạc nhiên. Cái chữ werden đi với chữ cái này có nghĩa là sẽ, sein überrascht là bị, tức là các ngài sẽ bị ngạc nhiên. Also, wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Werden Sie überrascht sein. Überrascht này có nghĩa là ngạc nhiên. Werden Sie überrascht sein, tức là ngài sẽ bị ngạc nhiên. Cái chữ werden đi với chữ cái này có nghĩa là sẽ, sein überrascht là bị, tức là các ngài sẽ bị ngạc nhiên. Also, wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Werden Sie überrascht sein. Überrascht này có nghĩa là ngạc nhiên. Werden Sie überrascht sein, tức là ngài sẽ bị ngạc nhiên. Cái chữ werden đi với chữ cái này có nghĩa là sẽ, sein überrascht là bị, tức là các ngài sẽ bị ngạc nhiên. Also, wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Hinter dem Stichwort Übersetzung in Ihre Sprache zu finden. Câu này phải chia làm ba khúc. Khúc thứ nhất là hinter dem Stichwort, tức là khi mà tìm thấy cái Stichwort đó, thì cái Übersetzung là thấy Übersetzung của Stichwort đó,
và in ihre Sprache, tức theo ngôn ngữ của mình là tìm. Cho nên khi đọc cái này mà các em đọc nhanh hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden thì sẽ không hiểu được. Phải tách nó ra làm ba phần: hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden. Yeah. Hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden. À, câu này phải chia làm ba khúc. Khúc thứ nhất là hinter dem Stichwort, tức là khi mà tìm thấy cái Stichwort đó, thì cái Übersetzung là thấy Übersetzung của Stichwort đó, và in ihre Sprache, tức là theo ngôn ngữ của mình là tìm. Cho nên khi đọc cái này mà các em đọc nhanh hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden thì sẽ không hiểu được. Phải tách nó ra làm ba phần: hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden. Yeah. Hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden. À, câu này phải chia làm ba khúc. Khúc thứ nhất là hinter dem Stichwort, tức là khi mà tìm thấy cái Stichwort đó, thì cái Übersetzung là thấy Übersetzung của Stichwort đó, và in ihre Sprache, tức là theo ngôn ngữ của mình là tìm. Cho nên khi đọc cái này mà các em đọc nhanh hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden thì sẽ không hiểu được. Phải tách nó ra làm ba phần: hinter dem Stichwort Übersetzung in ihre Sprache zu finden. Yeah. Nghĩa là mình khi mình nachschlagen một cái Stichwort đó, thì bên cạnh những Stichwort đó mình sẽ tìm thấy những cái Übersetzung ở cái ngôn ngữ của mình. Và đi verschiedenen Bedeutung haben, đi đây là đi Übersetzung gần, là có những cái verschiedenen Bedeutung, tức là có những cái ý nghĩa khác nhau chứ không giống nhau. Nghĩa là mình khi mình nachschlagen một cái Stichwort đó, thì bên cạnh những Stichwort đó mình sẽ tìm thấy những cái Übersetzung ở cái ngôn ngữ của mình. Và đi verschiedenen Bedeutung haben, đi đây là đi Übersetzung gần, là có những cái verschiedenen Bedeutung, tức là có những cái ý nghĩa khác nhau chứ không giống nhau. Nghĩa là mình khi mình nachschlagen một cái Stichwort đó, thì bên cạnh những Stichwort đó mình sẽ tìm thấy những cái Übersetzung ở cái ngôn ngữ của mình. Và đi verschiedenen Bedeutung haben, đi đây là đi Übersetzung gần, là có những cái verschiedenen Bedeutung, tức là có những cái ý nghĩa khác nhau chứ không giống nhau. Yeah. Tại sao là verschiedenen Bedeutung? Also die verschiedenen Bedeutung haben, đi này là đi, là những cái Worte đó, những cái Übersetzung này đó, là đây là một câu relativen Satz, biết không? Cho nên die Übersetzung haben verschiedene Bedeutung, tức là những cái bà, những cái chữ lời, những từ ngữ dịch của cái đó lại là có những cái là hiểu có những ý nghĩa. Jetzt ist es schwierig die richtige Übersetzung zu finden. Also, die haben verschiedene Bedeutung. Daher ist es schwierig, richtige Übersetzung zu finden. Ja. Ja. Jetzt ist es schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Also, die haben verschiedene Bedeutung. Daher ist es schwierig, richtige Übersetzung zu finden. Ja. Ja. Jetzt ist es schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Also, die haben verschiedene Bedeutung. Daher ist es schwierig, richtige Übersetzung zu finden. Ja. Dazu, tức là zu finden, để tìm thấy được. Dazu brauchen Sie, bạn cần, also dazu brauchen Sie, nicht nur, không những, đi tới, sondern nicht nur gute Kenntnis in der Fremdsprache. Dazu, tức là zu finden, để tìm thấy được. Dazu brauchen Sie, bạn cần, also dazu brauchen nicht nur, không những, đi tới, sondern nicht nur gute Kenntnis in der Fremdsprache. Dazu, tức là zu finden, để tìm thấy được. Dazu brauchen Sie, bạn cần, also dazu brauchen nicht nur, không những, đi tới, sondern nicht nur
gute Kenntnis in der Fremdsprache. Ja, gute Kenntnis có nghĩa là kiến thức tốt ở trong cái Fremdsprache, in der Fremdsprache của ngôn ngữ, của ngoại ngữ đó. Cho nên, dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnis in der Fremdsprache. À, wir brauchen gute Kenntnis in der Fremdsprache. Ja, gute Kenntnis có nghĩa là kiến thức tốt ở trong cái Fremdsprache, in der Fremdsprache của ngôn ngữ, của ngoại ngữ đó. Cho nên, dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnis in der Fremdsprache. À, wir brauchen gute Kenntnis in der Fremdsprache. Ja, gute Kenntnis có nghĩa là kiến thức tốt ở trong cái Fremdsprache, in der Fremdsprache của ngôn ngữ, của ngoại ngữ đó. Cho nên, dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnis in der Fremdsprache. À, wir brauchen gute Kenntnis in der Fremdsprache. Ja, nicht nur, sondern auch, tức là không những cái đó, mà thêm vào đó là in ihrer Muttersprache, tức là ở cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình. Tức là mình có Kenntnis của Fremdsprache và Kenntnis của Muttersprache. Cái đó là cái điều quan trọng. Ja, nicht nur, sondern auch, tức là không những cái đó, mà thêm vào đó là in ihrer Muttersprache, tức là ở cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình. Tức là mình có Kenntnis của Fremdsprache và Kenntnis của Muttersprache. Cái đó là cái điều quan trọng. Ja, nicht nur, sondern auch, tức là không những cái đó, mà thêm vào đó là in ihrer Muttersprache, tức là ở cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình. Tức là mình có Kenntnis của Fremdsprache và Kenntnis của Muttersprache. Cái đó là cái điều quan trọng. Schwieriger ist die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuch. Schwieriger ist die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuch. Schwieriger ist die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuch. Có nghĩa là khi mình sử dụng một cái Wörterbuch mà nó chỉ có một ngôn ngữ thôi, einsprachig là chỉ có một ngôn ngữ trong đó, thì vấn đề schwieriger trở nên khó khăn hơn. Có nghĩa là khi mình sử dụng một cái Wörterbuch mà nó chỉ có một ngôn ngữ thôi, einsprachig là chỉ có một ngôn ngữ trong đó, thì vấn đề schwieriger trở nên khó khăn hơn. Có nghĩa là khi mình sử dụng một cái Wörterbuch mà nó chỉ có một ngôn ngữ thôi, einsprachig là chỉ có một ngôn ngữ trong đó, thì vấn đề schwieriger trở nên khó khăn hơn. Tại sao lại khó khăn hơn? Yeah. Hier müssen Sie die Sprache gut beherrschen. Ở đây có nghĩa là bạn phải hiểu rất là rõ hay rất giỏi cái tiếng địa phương đó, cái tiếng ngoại ngữ đó. So, hier müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen. Tại sao lại khó khăn hơn? Yeah. Hier müssen Sie die Sprache gut beherrschen. Ở đây có nghĩa là bạn phải hiểu rất là rõ hay rất giỏi cái tiếng địa phương đó, cái tiếng ngoại ngữ đó. So, hier müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen. Tại sao lại khó khăn hơn? Yeah. Hier müssen Sie die Sprache gut beherrschen. Ở đây có nghĩa là bạn phải hiểu rất là rõ hay rất giỏi cái tiếng địa phương đó, cái tiếng ngoại ngữ đó. So, hier müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen. Yeah. Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen. Yeah. Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen. Ja, wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen. Nếu muốn biết được
cái final interstitial, tức là những cái sự khác, chi tiết nhỏ nhặt hay chi tiết đặc biệt của Kleist với Article Verte, mặc dù cái chữ nó giống nhau, tức là Verstehen wollen, nó hiểu. Mặc dù nếu bạn muốn hiểu được cái chi tiết khác biệt nhau giữa những cái chữ giống nhau như vậy, thì phải làm sao? Phải gut về Hessen cái Sprache đó, đúng không? Phải gut về Hessen cái Sprache đó thì mới hiểu được cái final Unterschied. Nếu muốn biết được cái final Unterschied, tức là những cái sự khác, chi tiết nhỏ nhặt hay chi tiết đặc biệt của Kleist và Article Verte, mặc dù cái chữ nó giống nhau, tức là Verstehen wollen, nó hiểu. Mặc dù nếu bạn muốn hiểu được cái chi tiết khác biệt nhau giữa những cái chữ giống nhau như vậy, thì phải làm sao? Phải gut về Hessen cái Sprache đó, đúng không? Phải gut về Hessen cái Sprache đó thì mới hiểu được cái final Unterschied. Nếu muốn biết được cái final Unterschied, tức là những cái sự khác, chi tiết nhỏ nhặt hay chi tiết đặc biệt của Kleist và Article Verte, mặc dù cái chữ nó giống nhau, tức là Verstehen wollen, nó hiểu. Mặc dù nếu bạn muốn hiểu được cái chi tiết khác biệt nhau giữa những cái chữ giống nhau như vậy, thì phải làm sao? Phải gut về Hessen cái Sprache đó, đúng không? Phải gut về Hessen cái Sprache đó thì mới hiểu được cái final Unterschied. Để mình biết rằng là cái Stichwort, cái chữ mình muốn tìm á, trong cái số đó nghĩa là gì? Tức là khi mà mình hiểu được cái final Unterschied á, thì lúc đó mình mới tìm ra được đúng cái possession của cái Stichwort đó. Chứ mình hiểu không đúng thì mình sẽ dịch sai hay là mình hiểu sai. Đó là điều quan trọng. Để mình biết rằng là cái Stichwort, cái chữ mình muốn tìm á, trong cái số đó nghĩa là gì? Tức là khi mà mình hiểu được cái final Unterschied á, thì lúc đó mình mới tìm ra được đúng cái possession của cái Stichwort đó. Chứ mình hiểu không đúng thì mình sẽ dịch sai hay là mình hiểu sai. Đó là điều quan trọng. Để mình biết rằng là cái Stichwort, cái chữ mình muốn tìm á, trong cái số đó nghĩa là gì? Tức là khi mà mình hiểu được cái final Unterschied á, thì lúc đó mình mới tìm ra được đúng cái possession của cái Stichwort đó. Chứ mình hiểu không đúng thì mình sẽ dịch sai hay là mình hiểu sai. Đó là điều quan trọng. Am besten ist es, tức là cách tốt nhất, wenn Sie noch die Bedeutung der Wörter nachprüfen. Am besten ist es, tức là cách tốt nhất, wenn Sie noch die Bedeutung der Wörter nachprüfen. Am besten ist es, tức là cách tốt nhất, wenn Sie noch die Bedeutung der Wörter nachprüfen. Ja, cách tốt nhất, am besten jetzt là nachprüfen, kiểm soát lại cái Bedeutung của cái Wörter đó. Tức là phải kiểm soát, phải nachprüfen lại được cái Bedeutung của chữ đó để mình hiểu chính xác hơn. Ja, cách tốt nhất, am besten jetzt là nachprüfen, kiểm soát lại cái Bedeutung của cái Wörter đó. Tức là phải kiểm soát, phải nachprüfen lại được cái Bedeutung của chữ đó để mình hiểu chính xác hơn. Yeah. Cách tốt nhất, am besten jetzt là nachprüfen, kiểm soát lại cái Bedeutung của cái Wörter đó. Tức là phải kiểm soát, phải nachprüfen lại được cái Bedeutung của chữ đó để mình hiểu chính xác hơn. Yeah. Cách tốt nhất, am besten jetzt là nachprüfen, kiểm soát lại cái Bedeutung của cái Wörter đó. Tức là phải kiểm soát, phải nachprüfen lại được cái Bedeutung của chữ đó để mình hiểu chính xác hơn. Tức là mình nachprüfen, là cái mit denen, là những cái Bedeutung đó. Mit denen là những, mà cái Stichwort đó, erklärt wird, tức là hãy tìm hiểu kỹ càng thêm cái Bedeutung của cái đó để mình biết là cái chữ Stichwort này nó muốn dạng dịch là như thế nào. Also, am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Tức là mình nachprüfen, là cái mit denen là những cái Bedeutung đó. Mit denen là những,
mà cái Stichwort đó erklärt wird, tức là hãy tìm hiểu kỹ càng thêm cái Bedeutung của cái đó để mình biết là cái chữ Stichwort này nó muốn dạng dịch là như thế nào. Also, am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Tức là mình nachprüfen, mắc hơn là cái mit denen là những cái Bedeutung đó, mit denen là những, mà cái Stichwort đó erklärt wird. Tức là hãy tìm hiểu kỹ càng thêm cái Bedeutung của cái đó để mình biết là cái chữ Stichwort này nó muốn dạng dịch là như thế nào. Also, am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Chào các em đi tới cái chương trình FAQ, có nghĩa là cách đặt câu hỏi và trả lời. Đó là những, hôm nay là chủ đề là synonym. Đây là bài số 21, chương 160 thuộc lớp B1. Và chương trình này đó là do phiên dịch Lê Nguyên ở thành phố Mannheim, Cộng hòa Liên bang Đức phụ trách. Và công phiên dịch này là trực thuộc tòa án của Ban Baden-Württemberg, có hơn 50 năm kinh nghiệm ở Tây Đức này rồi. Và được quyền dịch công chứng hết tất cả các giấy tờ Đức Việt Việt Đức, cũng như tư vấn các kinh nghiệm sống, học và làm việc tại Đức. Và cách đặt câu hỏi đó là thường thường là gồm những cái từ ngữ sau đây: Wer, wo, was, hay là warum, weshalb, wieso, hay là wann, wen, was für eine, cứ như vậy mà tiếp tục. Và chúng ta hãy luyện tập cách đặt câu hỏi và trả lời theo hôm nay là cái từ ngữ, cái chủ đề là synonym, có nghĩa là những từ ngữ đồng nghĩa của nhau. Đó, thì mình đặt những câu hỏi như sau: Was bedeutet synonym? Was bedeutet synonym? Và chúng ta hãy luyện tập cách đặt câu hỏi và trả lời theo hôm nay là cái từ ngữ, cái chủ đề là synonym, có nghĩa là những từ ngữ đồng nghĩa của nhau. Đó, thì mình đặt những câu hỏi như sau: Was bedeutet synonym? Was bedeutet synonym? Synonyme sind die verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder Begriff. Synonyme sind die verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder Begriff. Synonyme sind die verschiedenen Wörter für einen Gegenstand oder Begriff. So, was bedeutet Stichwort? So, was bedeutet Stichwort? So, was bedeutet Stichwort? Stichwort ist auch Suchwort genannt. Das heißt ein Wort, das wir suchen. Stichwort ist auch Suchwort genannt. Das heißt ein Wort, das wir suchen. Stichwort ist auch Suchwort genannt. Das heißt ein Wort, das wir suchen. Welches Problem taucht auf, wenn man im Wörterbuch ein Stichwort nachschlägt? Welches Problem taucht auf, wenn man im Wörterbuch ein Stichwort nachschlägt? Welches Problem taucht auf, wenn man im Wörterbuch ein Stichwort nachschlägt?
Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Hinter dem Stichwort Übersetzungen in Ihrer Sprache zu finden, die verschiedene Bedeutungen haben. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Hinter dem Stichwort Übersetzungen in Ihrer Sprache zu finden, die verschiedene Bedeutungen haben. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein. Hinter dem Stichwort Übersetzungen in Ihrer Sprache zu finden, die verschiedene Bedeutungen haben. Wie kann man dann die richtige Übersetzung finden? Wie kann man dann die richtige Übersetzung finden? Wie kann man dann die richtige Übersetzung finden? Es ist schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Es ist schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Es ist schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnisse in der Fremdsprache, sondern auch in Ihrer Muttersprache. Dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnisse in der Fremdsprache, sondern auch in Ihrer Muttersprache. Dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnisse in der Fremdsprache, sondern auch in Ihrer Muttersprache. Ist es schwer, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen? Ist es schwer, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen? Ist es schwer, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen? Sag man so, es ist schwieriger, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen. Sag man so, es ist schwieriger, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen. Sag man so, es ist schwieriger, ein einsprachiges Wörterbuch zu benutzen. Was muss man können? Was muss man können? Was muss man können? Hierzu müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen. Hierzu müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen. Hierzu müssen Sie die Sprache schon gut
beherrschen. Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen, mit denen ein Stichwort erklärt ist. Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen, mit denen ein Stichwort erklärt ist. Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen, mit denen ein Stichwort erklärt ist. Was muss man machen, um richtiges Wort zu finden? Was muss man machen, um richtiges Wort zu finden? Was muss man machen, um richtiges Wort zu finden? Am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutungen der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort erklärt wird. Để tiếp tục chương trình luyện nghe cho các em, chúng ta sẽ làm một bài đức thát về synonym. Synonym có nghĩa là đồng nghĩa của trong huấn tự điển hay trong một cái bài văn, chúng ta hãy tìm chữ đồng nghĩa, có nghĩa là synonym. Cái chữ chữ này nó là epsilon, nó đọc là giống như chữ epsilon, tức là y, thì cái này là synonym, để cho các em biết cách đọc. Synonym, cái này là nym, nym, yeah. Nym mà, nhá, yeah. Synonym. Diktat di synonym. Diktat di synonym. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, Komma. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen,
Komme. Wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, komme. Werden Sie überrascht sein, komme. Werden Sie überrascht sein, komme. Werden Sie überrascht sein, komme. Hinter dem Stichwort. Hinter dem Stichwort. Hinter dem Stichwort. Übersetzung in Ihre Sprache. Übersetzung in Ihre Sprache. Übersetzung in Ihre Sprache. Zu finden, Komma. Zu finden, Komma. Zu finden, Komma. Die verschiedenen Bedeutung haben. Die verschiedenen Bedeutung haben. Die verschiedenen Bedeutung haben. Jetzt ist es schwierig, Komma. Jetzt ist es schwierig, Komma.
Jetzt ist es schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Die richtige Übersetzung zu finden. Die richtige Übersetzung zu finden. Dazu brauchen Sie nicht nur Dazu brauchen Sie nicht nur Dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnisse in der Fremdsprache kommen. Gute Kenntnisse in der Fremdsprache kommen. Gute Kenntnisse in der Fremdsprache kommen. Sondern auch in ihrer Muttersprache. Punkt. Neuer Absatz. Sondern auch in ihrer Muttersprache, Punkt, neuer Absatz. Sondern auch in ihrer Muttersprache, Punkt, neuer Absatz. Schwierig ist die Benutzung.
Schwierige ist die Benutzung Schwierige ist die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuches. Punkt. Neuer Absatz. Eines einsprachigen Wörterbuches. Punkt. Neuer Absatz. Eines einsprachigen Wörterbuches. Punkt. Neuer Absatz. Hierfür müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen, Komma. Hierfür müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen, Komma. Hierfür müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen, Komma. Wenn Sie die feinen Unterschiede Wenn Sie die feinen Unterschiede Wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen.
Komma. Der gleichartigen Wörter verstehen wollen, Komma. Der gleichartigen Wörter verstehen wollen, Komma. Mit denen ein Stichwort erklärt ist. Punkt. Neuer Absatz. Mit denen ein Stichwort erklärt ist. Punkt. Neuer Absatz. Mit denen ein Stichwort erklärt ist. Punkt. Neuer Absatz. Am besten ist es, Komma. Am besten ist es, Komma. Am besten ist es, Komma. Wenn Sie noch die Bedeutung Wenn Sie noch die Bedeutung Wenn Sie noch die Bedeutung
Der Wörter nachprüfen, Komma. Der Wörter nachprüfen, Komma. Der Wörter nachprüfen, Komma. Mit denen das Stichwort erklärt wird. Punkt. Mit denen das Stichwort erklärt wird. Punkt. Mit denen das Stichwort erklärt wird. Punkt. Ich wiederhole das Ganze. Diktat, die Synonyme, wenn Sie einmal bei einem Stichwort nachschlagen, werden Sie überrascht sein, hinter dem Stichwort Übersetzung in Ihre Sprache zu finden, die verschiedenen Bedeutungen haben. Punkt. Neuer Absatz. Jetzt ist es schwierig, die richtige Übersetzung zu finden. Punkt. Dazu brauchen Sie nicht nur gute Kenntnisse in der Fremdsprache, sondern auch in ihrer Muttersprache. Punkt. Neuer Absatz. Schwieriger ist die Benutzung eines einsprachigen Wörterbuches. Punkt. Hierfür müssen Sie die Sprache schon gut beherrschen, wenn Sie die feinen Unterschiede der gleichartigen Wörter verstehen wollen, mit denen ein Stichwort erklärt ist. Punkt. Am besten ist es, wenn Sie noch die Bedeutung der Wörter nachprüfen, mit denen das Stichwort
erklärt wird. Punkt. Hören, wissen und verstehen, đó là ba yếu điểm mà các em sẽ bị trễ. Thường thường là như vậy. Các em nghe, nhưng lại các em cứ muốn hiểu cái điều đó không đúng. Nghe rất là khó, tại vì ta nói ngắn, nhanh gọn và bỏ những âm, nuốt những âm quen thuộc. Vision là khi hören đó, mình nhận thức được mặt chữ dù chưa nghe tới. Có nghĩa là nếu mà mình nghe được á, thì mình biết cái chữ nó viết như thế nào. Và chứ không phải là mình không biết, tức là nhận thức được mặt chữ, đó là cái điều quan trọng, đúng không? Tại vì mình nghe nhưng mà biết cái chữ là chữ gì mặc dù mình chưa nghe chữ đó bao giờ cả, cái đó mới là gọi là nghe. Nghe không phải là khi mà các em viết thì các em nghe, mà các em không hình dung được cái chữ đó thì chưa khỏi là nghe. Nghe có nghĩa là mình biết cái chữ đó như thế nào, thì lấy như những chữ mình hiểu và những chữ mình không hiểu, nhưng mà mình nghe, mình biết có cái chữ đó thì mới gọi là nghe. Chứ còn nghe mà mình chẳng biết là chữ đó học chưa hay chữ đó viết ra làm sao thì như vậy là chưa khỏi là nghe. Đó, nghe. Và khi mà như vậy thì mới vision, có nghĩa là mình nghe, mình biết chữ đó là chữ gì. Nghe và biết, hiểu là chuyện khác. Đó, đầu tiên nghe và biết chữ gì, mặt chữ ra làm sao. Sau đó mới là verstehen. Thì lúc đó mình sẽ lọc bỏ những chữ. Khi mình nghe người ta nói thì sẽ có những chữ văn hoa, mây gió thì mình biết, nghe, biết. Đúng không? Chữ nào mà trời mưa, trăng gió thì bỏ qua bên, chỉ nghe những chữ nào mình muốn biết mà thôi. À, tức là khi nghe, biết mặt chữ, chữ nào thừa thải, bỏ, chỉ chú trọng những chữ cần thiết. Đó. Cho nên cái bài sau đây nó sẽ dạy cho các em cách nghe để nghe, và cách vision để biết chữ, và cách verstehen nguyên câu người ta nói. Đó. Và bằng cách nào? Bằng cách các em tự hören, tự hören là tự đọc và tự nghe. Các em phải tự đọc và tự nghe, và tự vision, tức là phải đọc được cái mặt và nhận ra cái mặt chữ đó. Tức là tự đọc, tự nghe và tự nhận ra mặt chữ đó. Và làm sao? Phải hiểu cái chữ đó thì đương nhiên sẽ dùng cái Google dịch để nghe những chữ chưa nghe. Đó là nguyên tắc của một người học Đức hay giỏi Đức, là nghe không cần hiểu, chỉ cần biết có chữ nào mình không biết. Vision, cái đó thuộc vào là vision. Và sau đó mới tới verstehen. Verstehen là bỏ những mỹ từ rỗng tuếch sáo ngữ ra ngoài một bên. Wie immer, ich danke euch für das Zuschauen des Videos, aber bitte nicht vergessen, Like, Kommentare zu hinterlassen. Có lẽ nhiều người, nhiều em không hiểu cái câu này. Nên phải like và commentar, tức là các em ủng hộ bằng cách là bấm cái nút like hay là viết một vài commentary, rồi đến khi nào có dịp thì các em sẽ được trả lời. Khi mà thời gian nó rảnh hay là đúng trường hợp nào đó. Và weiterleiten cho đến nhiều bạn. Cái này thì nhiều lắm. Cảm ơn các em. Các em đã weiterleiten nhiều lắm. Thấy có nhiều em cứ tiếp tục weiterleiten cho người bạn của mình. Và wünsche euch viel Spaß noch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Macht gut. Alles gut. Ciao. Tất cả những chữ ở đây nè là những chữ để chào. Các em chỉ cần dùng một trong cái nhóm chữ đó thôi. Thí dụ nói wünsche euch viel Spaß, tschüss, auf Wiedersehen là đủ rồi. Còn nếu không mình dùng chữ mach gut, hay là alles gut, hay là ciao, một trong ba cái đó mình dùng ở đó. Tiếng mach gut này để dành cho những người gọi là quen biết nhau. Có người họ chọc mach gut thì kia nó mach besser nhỉ. Ok. Mà đa số thân thuộc họ dùng chữ mach gut lắm. Và tất cả những sách vở, những cái gì ở trong bài này á, đều nằm ở trong quyển sách này cả. Đó là những quyển sách mà các em có thể lấy trên mạng xuống, hoặc là nếu cần nói thì thầy sẽ chỉ cho cái đường link của nó để các em vào đó mà đọc. Mà cái đó bằng tiếng Đức nha. Dạ, chào.